khép kín và cô là kẻ đứng ngoài. Cảm giác khi bay giống như nằm trong bệnh viện vậy. Mắt nóng, tai nặng, mũi chảy, cổ rát, co quắp chăn đệm. Chúng tôi ngồi cứng đơ khi bữa ăn tối đã tiêu hóa hết từ lâu. Dài cổ đợi cô tiếp viên dầu dĩ trong bộ đồng phục màu đỏ của hãng hàng không quốc gia Việt Nam đến dọn để có thể đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Dưới tấm đệm, chân cứ phải rậm rậm cho máu đỡ dồn xuống. Thỉnh thoảng lại thèm thuồng ghen tị, nhìn qua tấm chăn lê khoang hạng nhất dành cho các bệnh nhân giàu có. TV cứ chạy, ê ẩm khắp người, không ngủ được. Thôi, đừng làm gì gây chú ý, cứ ngoan ngoãn chịu đựng, biết đâu bạn sẽ sớm được giải thoát thôi. Tiếng quẹt đường băng chát chúa kéo dài khi máy bay hạ cánh và chấm dứt. Mở cửa, Hà Nội, mệt đưa cả người, không khí nóng hầm hập, những vệt sáng xẹt qua vùn vụt. Thực tế đó